61. Bồ Tát là ai? Còn cái chữ Bồ Tát có đại chúng cũng để ý nha. Chữ Bồ Tát ở trong đạo Phật không phải là một cái từ để dành riêng cho những cái người mà được đạt đạo hay là cái gì mà cao siêu lắm đâu. Cho nên là dầu được ban tặng cho cái tên mỉa mai, nhưng mà ta vẫn ghép vô cái từ là thường bất khinh, là cái tên ban tặng với một ý niệm mỉa mai. Nhưng mà đây là được kèm theo cái chữ Bồ Tát. Thế thì là với cái nhãn quan của đạo Phật mà nhìn, thì Phật tử toàn thể đại chúng đấy, cái chữ Bồ Tát này là không dành riêng cho ai hết. Bồ Tát nó có nhiều hạng Bồ Tát lắm. Bồ Tát địa tiền, địa tiền tức là chưa lên được cái hàng thập địa. Tôi nói ví dụ như là toàn thể trong chúng ta đây, ai cũng có quyền gọi là Bồ Tát mà không có tội lỗi gì hết. Chỉ có cái điều nên hiểu là Bồ Tát địa tiền. Bồ Tát địa tiền tức là cái người mà là thuộc về thập tính nè, ở trong địa vị thập tính nè, thập trụ nè, thập hạnh nè, thập hồi hướng, tôi gọi là địa tiền. Những người mà mới phát tâm tu thiện, mới phát tâm tu học chánh pháp, cho tới cái hiểu biết theo cái trình độ của mình mà ngang bằng với cái quả tu Đà Hoàng, tới Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, mà đứng theo cái nhãn quan của đại thừa đều được dùng cái chữ Bồ Tát hết. Nhưng mà đó là Bồ Tát địa tiền, chưa lên cái địa vị thập địa. Thế thì cái từ Bồ Tát đó cũng chỉ cho những cái người mà trong kinh điển ta gọi là tam hiền. Tam hiền là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, trong đó 30 cái địa vị gọi là hiền đều được gọi là Bồ Tát, mà gọi mà Bồ Tát địa tiền tức là chưa đến cái địa vị thập địa. Còn hạng Bồ Tát mà cao hơn á, được cái trình độ giải thoát giác ngộ, sự chứng đắc, sự nhận thức chân lý cao hơn á, thì ta gọi là Bồ Tát đăng địa. Đăng địa tức là lên đến cái địa vị bậc địa. Trong đó cái bậc địa này nó có thập địa, từ sơ địa, nhị địa, tam địa, tứ địa, ngũ địa, lục địa, thất địa, bát địa, cửu địa, thập địa. Mà nói từng tên đó thì ta gọi là cái tên là Hoan Hỷ địa. Sơ địa tức là Hoan Hỷ địa, Ly Cấu địa, Diêm Huệ địa, Phát Quang địa, Nang Thân địa, Hiện Tiền địa, Diễn Hành địa, Bất Động địa, Thiên Huệ địa và Pháp Vân địa. Thế thì là 10 cái địa vị đó mới là Bồ Tát có trình độ cao trên đường giải thoát giác ngộ, mà kinh điển ta gọi là những cái bậc mà từ đệ nhị A Tăng kỳ kiếp và đệ tam A Tăng kỳ kiếp thì mới ở trong cái hàng Bồ Tát đăng địa. Còn cái người mà đệ nhất A Tăng kỳ kiếp thuộc về hàng tam hiền đều được gọi là Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát địa tiền. Mà cái chữ địa tiền có nghĩa là tất cả chúng ta đều có thể gọi là Bồ Tát được hết. Bởi vì Bồ Tát là gì? Bồ Tát là nói cho đủ là Bồ Đề Tát Đoả, Trung Hoa ta dịch là hữu tình giác. Hữu tình giác nghĩa là một con người, một chúng sinh có khả năng giác ngộ, có khả năng nhận thức chân lý từng phần. Do vậy người nào mà bắt đầu tu tập nhận thức chân lý, có khả năng giác ngộ chân lý từng phần từ thấp tới cao, trên cái tiến trình đó thì người đó đều được gọi là Bồ Tát hết. Cho nên gọi là hữu tình giác. Bồ Tát là hữu tình giác chứ không ai đâu lạ. Người hữu tình mà có khả năng, có trình độ giác ngộ. Cái nghĩa thứ hai của chữ Bồ Tát là giác hữu tình. Giác hữu tình là chẳng hạn như mình nghe kinh, mình học đạo rồi là mình nắm bắt, mình tiếp thu được những cái tư tưởng nó có tính cách lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, cho mọi người, rồi động viên nhau thực hành tu tập để đem lại sự lợi ích đó cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội.
thì người đó là thực hiện cái hạnh Bồ Tát đó. Đó là cái nghĩa giác hữu tình. Vậy thì chữ Bồ Tát có hai nghĩa, một là hữu tình giác, hai là giác hữu tình. Hữu tình giác là nói về cái mặt tự lợi, giác hữu tình là đem sự hiểu biết của mình mà hướng dẫn mà dạy cho người khác, đó là về cái mặt lợi tha. Do vậy cho nên là Bồ Tát không phải là cái ông gì lạ lùng, cái ông gì ghê gớm, cái ông gì xa xôi đối với con người chúng ta, không phải. Mà tất cả mọi người đều có khả năng, đều có thể được gọi là Bồ Tát. Do vậy cho nên thường bất khinh Bồ Tát, mặc dù ta gọi là ông tỳ kheo vô trí, nhưng mà vẫn được gọi là thường bất khinh Bồ Tát. Vì Bồ Tát là một con người, chứ không phải là cái ông gì ghê gớm lắm. Để ý mà học cái đó, để mà tin đó là cái khả năng thành Phật của mình. Mà mình tin cái khả năng thành Phật của mình được thì đương nhiên là cái khả năng thành Bồ Tát của mình là ở trong tầm tay thôi. Vì vậy cho nên mình đừng quên rằng mình là một Bồ Tát trên đường học đạo, hành đạo và chứng đạo đó. Tôi nói như vậy là tôi xin nhắc đại chúng để ý không bao giờ được khinh mình. Mà chính cái bản này là nói lên cái ý nghĩa đó. Mình khinh mình là thua thiệt, là thiệt thòi lớn lao hơn hết. Như chúng ta đã học từ lâu nay kinh điển Đại Thừa, mọi người đều có khả năng thành Phật, vì mọi người đều có Phật tánh, đều có Phật chất. Thế thì tại sao lại mọi người không có khả năng là Bồ Tát chứ? Nghĩa là ta là Bồ Tát, ta có khả năng thành Bồ Tát, làm Bồ Tát, ta là Bồ Tát. Nhưng mà nếu mà các vị muốn học sâu hơn nữa đó, thì các vị nhớ rằng Bồ Tát nó cũng giống như Phật vậy. Phật, cái tiến trình mà tiến lên trên đường sáng tạo của Đạo Phật là ta học cái giáo lý lục tức. Thì bây giờ đây Bồ Tát cũng vậy, cũng dựa trên giáo lý lục tức. Lý tức Bồ Tát, danh tự tức Bồ Tát, quán hành tức Bồ Tát, tương tự tức Bồ Tát, phần chứng tức Bồ Tát, và cứu cánh tức Bồ Tát. Nếu ta không có biểu hiện ra hạnh Bồ Tát nào được lợi mình lợi người thực tế thì ta cũng vẫn là Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát đó là lý tức Bồ Tát. Và nếu như ta nghe được cái hạnh Bồ Tát là cái hạnh lợi mình lợi người, tự giác giác tha, tự lợi tha, ta nghe mà ta làm được một chút đỉnh, một vài phần trăm, thì ta là Bồ Tát danh tự. Bồ Tát mà là Bồ Tát danh tự. Về danh tự, về ngôn thuyết thì ta có được kết đạp vào cái địa vị Bồ Tát. Nhưng mà sự thật ta chỉ có tiếng mà ta chưa có miếng. Đó là Bồ Tát danh tự. Rồi ta có thực hành, ta có tư duy về Bồ Tát hạnh thì ta gọi là quán hành tức Bồ Tát. Ta là Bồ Tát mà ta có tư duy, có quán chiếu và ta có biểu hiện ra thân khẩu ý của ta lễ cho mọi người. Thế thì ta gọi là Bồ Tát mà Bồ Tát quán hành. Và thân khẩu ý của chúng ta có thanh tịnh, việc làm của chúng ta có biểu hiện ra sự lợi ích lớn lao, thì ta là phần chứng tức Bồ Tát. Bồ Tát chứng từng phần. Và cuối cùng ta hoàn thành cái nhiệm vụ tự lợi, lợi tha, tự giác giác tha, và ta thành tựu được lục độ đại hạnh, thì lúc bây giờ ta là Bồ Tát mà là Bồ Tát cứu kính, mới được gọi là Bồ Tát cứu kính. Đại để là như thế. Cho nên là mình để ý mà học mà từ từ rồi mình thấy á, mình thấy rằng là chúng ta và Phật và Bồ Tát không có ai xa lạ hết. Do vậy cho nên Bồ Tát thường bất khinh là một cái tên mà ta gán cho để có cái ý mỉa mai khinh thị. Nhưng mà với cái hệ giáo lý thuần viên độc diệu của Phật, của Pháp Hoa, thì thường bất khinh Bồ Tát là một âm thanh réo gọi thức tỉnh những ai còn mê mệt mơ hồ về cái tri kiến Phật và cái khả năng thành Phật của mình. Cái tên thường bất khinh là một âm thanh réo gọi nhắc nhở cho mọi người đừng có khinh mình. Ngã bất cảm khinh ưu, như đẳng giai đương tác Phật.
tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Tổ Quy Sơn thì dạy rằng: kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Đời mình tự mình định đoạt số phận cho mình, chứ không do ai khác. Bỉ ký trượng phu ngã diệt nhĩ, bất ưng tự khinh nhi thối khuất. Các bậc tiền bối, các bậc vĩ nhân, người ta đã làm được những cái việc giác ngộ, những việc giải thoát cho bản thân người ta, cho lợi lạc cho mọi người, thì bây giờ chúng ta đây cũng vậy. Không nên tự khinh mình, không nên tự xem thường mình, mà mình thối thoát cái đạo tâm, mà mình phải tự tin nơi cái khả năng thành Phật của mình. Cho nên là thường bất khinh là một âm thanh réo gọi để thức tỉnh cho những ai còn mê mệt mơ hồ về tri kiến Phật vốn có của mình và khả năng thành Phật của mình. Cái phẩm này tôi rất là tâm đắc, tôi rất tâm đắc cái phẩm này. Trong tất cả các thứ khinh, khinh cái khả năng thành Phật của mình là tai họa, là thiệt thòi lớn lao hơn hết. Khinh khi ngạo mạn các cái khác, các cái vật bên ngoài, nó cũng có tổn thương về cái kiến thức, về cái tình cảm, về cái cuộc sống của mình, có bị thiệt thòi, nhưng mà không tai họa bằng là khinh mình. Khinh mình là tai họa lớn lắm. Cái người ở thế gian mà cái người có cái chất liệu quân tử, hiền nhân quân tử, người ta cũng không khinh mình, người ta vẫn còn tự trọng, tự trọng cái nhân phẩm, cái tư cách của người ta, không bao giờ sống bằng cái kiểu mà giàu lòn ra cuối, khom lưng uốn gối. Người mà làm những cái việc đó là người tự khinh, tự khinh mình. Có người tự trọng, người ta gọi là ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục, tha là chịu chết, chứ ta giữ vững cái lập trường, cái lý tưởng của người ta, ta không chịu nhục đâu. Đó là cái người có tự trọng, cái người tự không khinh mình. Còn ở trong đạo Phật, nếu mà mình khinh mình đó, là mình không đi vào con đường của đạo Phật được. Đại khái là cái người mà khinh mình là cái người nó biểu lộ qua, nó làm cho con người rất là dễ đi vào con đường mê tín dị đoan, quyến hoặc quan đường, tin ở nơi quỷ, ở nơi thần, ở nơi ma quái, ở nơi cái cõi thiên đường mà không hề có thật, và sợ sệt những cái cảnh địa ngục mà cũng không có thật bao giờ. Nghĩa là nói cách khác là mình gửi gắm tâm hồn ở trong cái thế giới siêu hình mà không có chứng minh được và cũng không có thật. Do vậy cho nên là cái người khinh mình là cái người mà hay van xin nè, hay giái lại nè, hay khấn khứa nè, hay lễ bái thần thánh vu vơ. Cho nên cái câu này nói thì nghe nó hơi đụng chạm tới cái số Phật tử mà mới phát tâm đó mà. Phật tử mới phát tâm chưa biết đâu là chánh pháp, đâu là cái Phật giáo xã hội, bị cái xã hội quá đã làm cho người ta tưởng mình là người đạo Phật. Người ta vẫn biết niệm Phật, thậm chí người trong nhà người ta có thờ Phật, ta tụng kinh Phật, nhưng mà ta chưa nắm vững đạo Phật thì người ta thờ, người ta lại, người ta cúng trong đàn xin lung tung lang tang hết. Nhưng mà cái người Phật tử mà thực chân chánh mà có học Phật là người ta không làm vậy đâu. Quỷ thần người ta không phủ nhận, lục đạo chúng sanh, trời người Atula, địa ngục cả quỷ chúng sanh, điều đó đạo Phật có nói. Nhưng mà nói vậy để dạy người ta một cái hướng đi, tạo cho mình một cái lối sống an lành, hạnh phúc, tự tại, khinh an và giải phóng giác ngộ. Chứ không phải nói có quỷ, có thần, có lục đạo rồi mình lại sợ sệt, mình lại cầu khẩn, mình lại ý lại ở nơi cái thế lực của tha nhân, của các cái đạo khác, trong đó có quỷ đạo và thần đạo. Mình cũng không có, người đệ tử Phật cũng không có sợ sệt cái thế lực đó. Cái đó là cái khó nghe lắm ở trong đạo Phật đó. Bởi vì lục đạo là lục đạo,
con đường nào, cảnh giới nào, nó có cái sinh hoạt của cảnh giới ấy, nó có cái phước báo của cảnh giới ấy. Do vậy cho nên là con người đạo Phật là phải tự trọng, mà phải tự tin lên nơi cái khả năng thành Phật của mình.